来乐透半天，排队半天，开心顷刻即送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你被完全，人你出发好每一天。Ý, ông Long lớn, năm mới phát tài, chúc ông năm canh tí nhiều dưỡng mai, sức khỏe dồi dào. Cậu cũng vậy nha. Nè, tối qua không thấy cậu vậy. Tối qua tôi nghỉ phép. À, phải rồi, ông dùng trà gì? Như cũ đi. Dạ được. Chà, người nhà của tôi chưa ai tới vậy? Dạ chưa tới, tôi lên trà trước nha. Được rồi. Mình đã tới trễ nửa tiếng rồi, bọn họ còn trễ hơn mình là sao chứ? Anh Huy à, em với Mét với Jenny tới sân bay rồi. Mẹ con em đi du lịch chơi vài ngày, để anh được thanh tịnh, anh đừng có giận nha. Tết nhất mà cũng đi nước ngoài hay sao? Anh Huy à, xin lỗi nha, em và Vivian bay sang Anh để thăm Joe, không có làm phiền anh nữa. Khi nào em tới nơi rồi báo anh biết ha. Đúng rồi, tối qua mới cãi lộn một trận lôi đình mà. Anh Huy, em chúc anh tiền vô như nước, sức khỏe dồi dào. Được. Anh Huy được em dung đắp tình yêu, đương nhiên là sức khỏe dồi dào. Nè, em chúc anh Huy phúc tinh cao chiếu, vui vẻ ngọt ngào với em ha. Nói chung hai người hòa thuận lẫn nhau thì tôi đã bớt phiền não lắm rồi. Đầu năm đầu tháng sao tụi em cãi lộn được chứ? Đúng rồi, tình cảm của em và chị tốt biết bao nhiêu phải không? Nói thì mới nói đó nghe. Anh rể à, em chúc anh nha, long tinh hổ mãnh, lúc nào cũng quay phong. À còn nữa, tiền vô ào ào như nước vậy. Được, thì xì đây. Cảm ơn anh rể. Con cũng chúc ba ra giàu bình an nha. Năm mới lại thêm một tuổi rồi nha, phải trưởng thành nhiều hơn đó. Hả? Dạ, con biết rồi ba. Sao đưa như khúc gỗ vậy, con mau chúc Tết ba đi, lẹ lên. Ba, con và Mét chúc ba luôn luôn mạnh khỏe. Năm nào cũng qua như rồng. Ngoan ngoan, nè nè. Cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Trời ơi, dì cũng cho hai con lì xì nha. Mét, con phải giỏi giang, mau mau sinh thằng cu đó. Ôi, dì quên là Mét không được nữa rồi. Con xin lỗi nha, đừng giận dì, xin đi trí nhớ không tốt. Dì cũng lì xì cho con. Năm nay con ngoan nha, đừng có nấu nhiều món ăn quá. Làm đầu bếp không có tiền đồ đâu. Trời ơi, chị nói đúng lắm đó, làm đầu bếp sao có tiền đồ chứ, Vivian chỉ xem như sở thích thôi. Vivian tốt nghiệp đại học rồi sẽ vào tập đoàn Tiếp Lâm giúp quán xuyến, lúc đó Mét có thể nghỉ việc chuyên tâm về điều trị. Cậu à, sao dì xin đi không lì xì cho con vậy? Người ta đang thủ chiến đó, con chỉ lo nhận lì xì không. Dạ. Anh Huy à, một chút ăn cơm xong anh với em đi chùa Bảo Liên ăn chay có đúng không? Anh Huy à, ngày nào cũng ăn chay lạc miệng hết, có gì ngon chứ. Nè Vivian, làm bánh bột củ cải cho anh ăn đó. Anh nhìn tay của con bào củ cải thô tay luôn đó. Bánh bột củ cải thì có gì ngon đâu chứ, ngày nào cũng ăn mà. Ăn chay ngày nào ăn cũng được hết đó. Cô có phải nghe cả chuyện này cũng dành anh Huy với tôi cái không? Cần gì dành với chị, anh Huy giống như thuộc về riêng tôi mà. Tôi là lớn, cô là nhỏ rồi. Chứ dù là cũng may là không có chị ở đây, nếu trước không chắc cũng dành chung luôn rồi. Hai bà im đi nha, vừa mới nói là sẽ hòa thuận, quay qua quay lại thì cãi nhau như vậy, phút bao nhiêu cũng bị hai bà cãi mất tiêu hết rồi đó. Em xin lỗi anh Huy. Được rồi, chị ạ, tụi mình đừng cãi nữa ha. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh qua cái Tết này mà thôi, nếu mấy người muốn chọc giận tôi á, tất cả biến hết khuất mắt cho tôi đi. Mình nóng giận nói vậy thôi, không ngờ bọn họ lại biến mất thiệt chứ. Thì ra Terry cũng theo Casey đi du lịch. Vậy cũng tốt, mình càng được thanh tịnh vậy. Ê, ông Long lớn, uống trà đợi ha. Khỏi đợi nữa, đủ người rồi, lên món đi. Hả? Vậy bà hai, bà ba họ đâu rồi? Họ không có đến, chỉ có mình tôi. Combo Tết 8 người có mình ông ăn thôi sao? Quỷ combo đó cho tôi, đổi thành combo Tết một người đi. Hả? Gói combo Tết chúng tôi ít nhất cũng phải hai người đó. Không thành vấn đề, tôi đi dặn nhà bếp cái đã. Lúc trước Liên còn ở đây, mỗi một Tết cũng có người đi làm, giờ thì không một bóng người.
Để tôi còn bỏ sẵn lì xì về đây phát nữa chứ. Tự nhiên ngủ quên luôn à. Ngủ có nửa tiếng thôi sao? Thời gian qua chậm dữ vậy. Khủng may hôm nay không có ai đi làm. Hết giấy vệ sinh. Hôm nay ngày Tết, bộ phận lâu công không có ai đi làm nữa. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải... Nhưng mà mang lâu lắm rồi. Bên ngoài có ai hay không hả? Nè. Dù gì công ty cũng không có người. Mình qua bồn kế bên lấy giấy vệ sinh cũng được mà. Có người phải không? Ông Long lớn. Cấm cậu nhìn, làm tiếng quay lưng lại cho tôi. Yes sir. Những gì hôm nay cậu thấy không được nói ra ngoài. Dạ thưa ông Long lớn. Hôm nay mùng 2 Tết, ông Long lớn lên công ty làm việc. Đúng là kính nghiệp lạc nghiệp. Mình lên đây giết thời gian thôi mà. Nè, cho cậu lì xì khai xuân đi. Lì xì khai xuân? Năm nào cũng là phòng nhân sự phát kia mà. Ông lì xì này là tôi cho riêng cậu đó. Không được. Theo quy định của công ty, lì xì khai xuân là mỗi nhân viên chỉ có thể lấy một phong bì thôi. Nếu bây giờ tôi lấy rồi, phòng nhân sự lại phát, tôi lấy hai phong với là phạm quy rồi. Đúng là không biết khéo léo, nắm mới cho lì xì mà cũng không chịu nhận. Ê, cậu không lấy thì thôi vậy. Ông Long lớn à, nếu không có gì dặn tôi đi tuần tiếp đi. Hôm nay không quay đi làm cậu tuần cái gì? Căn cứ quy tắc bộ phận bảo an của chúng tôi, cho dù công ty nghỉ phép không có người thì chúng tôi vẫn phải đi tuần mọi ngóc ngách trong công ty bảo vệ an toàn mới được. Ê, đừng có tự làm khổ mình. Hả? Tôi với cậu tới cà phê mối tình đầu uống gì đi. Không được. Công ty muốn tôi về đây là để tôi bảo vệ an toàn cho nhân viên và tài sản công ty. Nếu như tôi rời khỏi vị trí chạy đi làm biến thì Tiếp Long sẽ là một cái kết sắt bị mở ra, tạo cơ hội cho kẻ gian đột nhập đó. Có nghiêm trọng tới vậy hay không? Uống ly nước thôi mà. Cậu không cần sợ bị đem ra kỷ luật là tôi kêu cậu đi mà. Không được. Bách Thành cần di tiên, giảng ác lừa di thủ. Cho dù hôm nay công ty không có người, tôi cũng cố thủ cương vị, làm tròn bổn phận của mình. Ông Long lớn, ý tốt của ông tôi xin cảm ơn. Ê, cậu không đi thì thôi vậy, tôi tự đi. Ông Long lớn, ông đi cà phê mối tình đầu hả? Hôm nay không có mở đâu. Không mở à? Ông Long lớn à, nếu ông cảm thấy chán muốn tìm người giấy khuây, tại sao không tìm bà hai bà ba đi với ông? Ai nói tôi chán chứ? Tôi cảm thấy tự do tự tại. Coi như tôi nói sai. Tôi ra ngoài làm việc trước đi. Không có bà Cầm với bà Nga chí chóe vô lỗ tai của mình càng thấy khỏe. Sao lại buồn chán được chứ? Hôm nay thời tiết cũng không xấu, ra ngoài đi dạo cũng tốt chứ. Má, lát nữa về tới nhà làm bột củ cải cho con ăn nha. Được rồi. Đương nhiên là được. Con ngoan là được rồi. Alo Mia. Ông Long lớn, năm mới phát tài, năm mới vui vẻ. Lẽ ra em định gửi tin nhắn cho anh, nhưng mà nghĩ lại anh đi với bà hai bà ba nên em không làm phiền anh đó. Đúng là em tâm lý nhất đó. Bây giờ em đang ở đâu hả? Anh qua tìm em. Em ở Nhật Bản. Hả? Em qua bến từ khi nào vậy? Thì mới hôm qua em bay đó. Em tưởng là Tết thì anh sẽ ở nhà với gia đình của anh. Nếu vậy em đi chơi vui vẻ đi hả? Tạm biệt. Thì Rao Mia cũng không ở Hồng Kông. Alo. Anh Căng là tôi đây. Anh Quy hả? Đúng rồi. Năm mới chúc anh sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi nha. Ê, anh cũng vậy nghe. Dạo này bé bé sao rồi hả? Lâu rồi tôi không có gặp nó. Nếu một lát tôi qua nhà anh có tiện hay không? Ê, không được rồi. Cả nhà tôi ra ngoài hết trơn rồi, không có ai ở nhà hết á. Vậy hả? Vậy hẹn anh bữa khác vậy. Tạm biệt. Cuối cùng cũng có chỗ đông người. Năm mới vui vẻ, năm mới gặp nhiều vận may. Cảm ơn, cảm ơn. Năm mới gặp nhiều vận may. Tạo hình của con đẹp quá, con cho cô chụp tấm hình được không? Nếu vậy phải thêm phong lì xì đó. Thôi được, nè. Cảm ơn. Nè. Trung tâm Tân Quy Long, Tết vừa có thần tài vừa có đồng tử may mắn.
Sao không nghe Mia nói gì ta? Mà bạn nhỏ à, con ở đây làm gì vậy? Bác thần tài đó, bác cần không? Thu Thiên thần tài một phong lì xì, nếu muốn chụp hình thì thêm một phong. Biết làm ăn quá ha. Nè, cho con cảm ơn, tân xuân nhiều lộc mai. Đúng rồi, là ai muốn con tới trung tâm này phát thần tài vậy hả? Là con tự tới. Con tự tới? Con bao nhiêu tuổi hả? Mới nhỏ xíu mà đã biết kiếm tiền rồi hay sao? Mồng 1, mồng 2 Tết, trung tâm nhiều người qua lại, là cơ hội tốt để kiếm tiền. Con tính qua rồi, nơi này cứ 10 phút có khoảng 50 người qua lại, con sẽ có 60% cơ hội phát được thần tài. Cho dù mỗi phong lì xì có 10 đồng, thì con phát 10 phút đã có 300 đồng rồi. Con nói chuyện sao mà giống một người quá vậy? Liên à, hôm nay mồng 2 Tết sao không theo cậu đi lấy lì xì, mà lại theo ba về công ty vậy? Hôm qua cả nhà đoàn tụ, lì xì của họ hàng con cũng nhận gần hết rồi. Còn nữa, mùng 1, mùng 2 Tết là cơ hội tốt để kiếm tiền, giống như cửa hàng Bách Hóa Quy Long năm ngoái vậy đó. Có tích qua bình quân 10 phút có 35 người qua lại, có một nửa số người trong đó sẽ mua sắm, doanh số cao hơn ngày thường. Tốt thiệt, quả là được di truyền từ Long Cảm Quy ta mà. Bây giờ con sẽ tới cửa hàng Bách Hóa Quy Long giúp ba khảo sát doanh nghiệp, sẽ lấy lì xì của khách quen và nhân viên. Vậy thì lời chúc phúc con nhận được sẽ tràn đầy luôn đó. Giỏi, con giỏi lắm. Bác có muốn chụp hình với con không? Nếu không thì bác tránh ra đi. Con tính toán giỏi như vậy, người nhà dạy con sao? Dạ đúng. Họ có biết con ở đây hay không? Dạ biết. Mới nhỏ xíu mà đã ra ngoài kiếm tiền, nhà con chắc nghèo lắm hả? Bác đồng cảm thì cho con 2 phong lì xì nữa đi. Lại nhắc tới tiền, con cảm thấy trò chuyện với ta tốn thời gian lắm hay sao? Dạ đúng, giờ bác đang cản trở con làm ăn đó. Con đói bụng, con chưa ăn cơm hả? Dạ chưa. Bác dẫn con đi ăn cơm. Con không đi. Con sợ bỏ đi thì tiền lợi được ít hay sao? Còn không một lát bác cho con phong lì xì lớn, bồi thường lại cho con. Nếu vậy thì được. Ăn từ từ thôi, không cần phải gấp. Có vẻ con đói lắm rồi đó hả? Dạ phải. À, sắp giấy đỏ này toàn bộ đều là con tự giết hả? Dạ phải. Con giết nhiều như vậy bộ không mệt sao? Kiếm tiền phải chịu thôi. Ê, phụ huynh của cậu nhóc không biết nghĩ sao? Mới nhỏ xíu mà bắt nó ra ngoài kiếm tiền, đúng là tội nghiệp. Con ngon không hả? Dạ ngon. Ờ, có cần gói về hay không? Nếu gói về sẽ bị ba biết được. Con nói cái gì? Không có gì, không cần gói về, con đi vệ sinh đã. Con đi một mình có được hay không vậy hả? Đương nhiên là được rồi. Vậy con cẩn thận nữa nha. À, mấy đứa con nít nghèo đúng là biết tự lập. Có lẽ năm mới mình cũng nên làm chút việc thiện, thành lập hội từ thiện cứu trợ người nghèo vậy. Ờ, ông Đại Trân à, ở bên này. Được. Ủa, Long Cảm Quy. Ý, Đại Trân. Trùng hợp vậy, gặp ông ở đây. Nè, năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Ông cũng vậy đó nha. Ủa, mấy ngày Tết là dịp để cả nhà đoàn tụ với nhau, sao có mình ông lẻ loi đơn độc vậy? Ba, chuyện nhà người ta kệ đi mà. Ồ, cũng đúng thôi. Người ta phong lưu quen rồi, bên ngoài có quá trời bồ nhí. Không chừng á, đang quen cô bồ nhí mới, mấy bà vợ không thích đó, cho nên không có ai ăn Tết chung. À, ông Long lớn, xin lỗi nha. Nếu như ba con lỡ lời nói trúng á, thật ra ba con không cố ý đâu. Tôi cảm thấy nhiều đàn bà phiền tôi quá, muốn được yên tĩnh, cho nên đuổi hết bọn họ đi du lịch ăn Tết. Tôi thì lại thích náo nhiệt. Ngày Tết cả nhà sum họp đông đủ ngồi lại ăn cơm, không phải ai cũng có phúc vậy đâu. Chúng tôi ba đời vừa có con vừa có cháu, ăn Tết với tôi như vậy. Ông Long lớn à, thật xin lỗi nha. Nếu như ba con lỡ nói trúng nữa thì thật ra ba con không cố ý đâu. Có cần cho ông mượn đứa cháu bồng cho thỏa cơn không vậy? Không cần đâu. Ông nội. Đứa nhóc này gọi ông là gì? Bác ơi, có phải bác già rồi bị lãng tai hay không? Bác không nghe thấy con gọi ông ấy là ông nội hả? Nhóc là cháu nội của ông ta. Terry thì chưa kết hôn. Mẹ nghe nói là không được mà. Tôi bên ngoài nhiều phụ nữ như vậy, muốn con thì có con, muốn cháu thì có cháu. Có cần phải báo cho hai người hay không hả? Có đúng là sinh đẻ tốt vậy không? Đến đi. Ngoan. Em bé này ồn ào quá. Vậy thôi mình đi đi. Thôi mình đi. Khoan đi đã. Lại chuyện gì nữa? Nếu hai người đã biết ông nội tôi, vậy nghĩa là bạn của ông nội, nào mới phát tài lì xì đến tay. Đại Trần, bây giờ cháu nội tôi chúc Tết cho hai người, hai người định không cho nó hay sao? Nè, lì xì nè. Cảm ơn. Nè, nó mới vui vẻ. Cảm ơn. Đi thôi ba.
đúng là chưa từng gặp có đứa nhóc nào tinh nghịch vậy. Vui quá, con là được ba phong lì xì. Thông minh đó nha, hả? Biết giả làm cháu nội của ta, giúp ta dằn mặt họ nữa. Tại họ khờ thôi, vậy cũng tin. Họ còn không nhớ cái ông cho lì xì em bé nữa. Tụi mình lời quá rồi. Phải đó ha, giỏi lắm. Giỏi. Dâu à, con muốn đi đâu chơi hả? Bác sẽ dẫn con đi. Con còn muốn phát thần tài. Phát thần tài cái gì chứ? Thì có gì bác cho con thêm một phong lì xì lớn nữa. Con lời quá rồi. Cũng tốt đó. Nhắc Philip, con ở nhà kỹ ăn chơi tới bao giờ hả? Con chưa chịu về. Chết rồi. Có chuyện gì hả? Người nhà con kiếm con phải đi trước đi. Lẹ dữ vậy. Thì Tết phải ăn Tết với gia đình của mình chứ. Con không nói nữa, tạm biệt. Ê, nè. Con chưa hỏi nó tên là gì mà. Ê, lại chỉ có một mình. Nhóc Philip, ngồi xuống đây. Hôm nay con đi đâu? Con đi qua nhà Kỷ An chơi. Con nói dối. Nãy ba và dì tới nhà Kỷ An rước con. Họ đâu có ai ở nhà. Hỏi bảo vệ dưới lầu mới biết là cả gia đình họ về quê ăn Tết, không có ở Hồng Kông mà. Nè, thật ra hôm nay con đã đi đâu? Con đi ra công viên chơi. Con lại nói dối hả? Đưa ba lô đây. Tại sao có mấy cái áo này vậy? Hả? Lại có sắp giấy thần tài nữa. Hôm nay con đi đâu vậy chứ? Con đi phát thần tài kiếm tiền Tết hả? Dì Linda, dì nói là mồng 1, mồng 2 Tết, trung tâm thương mại đông người, là thời cơ tốt để kiếm tiền nên con mới đi kiếm tiền thôi. Con chưa đủ 10 tuổi mà một mình đi lung tung, con có biết gì vậy nguy hiểm không? Nè, đừng la nó nữa. Philip cũng không sai hoàn toàn. Giàu có tích góp từ nhỏ mà. Giả lại Tết nhất thì mọi người cũng đâu có gì làm đâu. Chỉ là chơi game đi chúc Tết thực tế hơn kiếm tiền không phải có ích sao? Dì xem nè, con còn được nhiều lì xì lắm đó. Để dì xem trước đã. Wow, đúng là nhiều thiệt đó. Giỏi quá. Đủ rồi. Có phải chỉ vì kiếm tiền mà con có thể nói dối luôn cả ba? Con có tin ba khai xuân cho con không? Thì con sợ ba không cho con đi thôi. Cũng phải. Anh nghĩ xem, cậu An với Katukila, bọn họ chưa đám cưới, họ hàng của anh thì ít. Nó chỉ nhận của anh và em có hai phong lì xì sao mà đủ chứ. Cho nên nó mới ra ngoài lấy lì xì ham chơi thôi mà. Philip à, xin lỗi ba đi. Con xin lỗi ba. Lần này bỏ qua. Nhưng mà lần sau không được phép nói dối ba nữa, có biết không hả? Con biết. Con phát thần tài cả ngày cũng mệt lắm rồi. Con vào trong nghỉ ngơi đi. Cậu An, chuẩn bị mở quán. Dạ, tới liền. Mở quán? Vậy chờ ba cho phép anh thay lại bộ đồ, lát con tiếp tục phát thần tài nha. Hả? Con đúng là có cái đầu kinh doanh nha. Philip lớn lên chắc chắn là một nhân tài. Là anh bị hai người chọc giận thì đúng hơn đó. Ô, Philip à, phong lì xì này là ai cho con? Là của một bác cô độc đó. Tết không có người nhà qua ăn Tết với ông ấy, nên cho con phong lì xì lớn kêu con chơi với ông ấy. Con thấy ông ấy tội nghiệp cho nên đã đồng ý. Quá, tầm 1.000 lận. Giờ ông ấy kêu con làm gì với ông ấy? Ăn cơm đó. Vậy cũng đỡ. Em nghĩ coi có phải là do ông Long lớn cho nó không? Nghe nói là Casey, Terry đi Đài Loan chơi, không ai ăn Tết với ông ấy. Không phải chứ. Năm nào nhị tam phòng cũng tranh giành ăn Tết với ba hết. Ba em sao lại là ông già cô độc chứ? Vậy cũng phải. Nè Philip, đống tiền lì xì này giao cho dì để dì giúp con đầu tư. Đầu tư cái gì chứ? Đương nhiên là dì quyết định dùm con rồi. Nhưng mà nè, đầu tư là phải nói đến mạo hiểm nha. Tiền giống có thể lên hoặc xuống, dì không chắc đâu đó. Dì giúp con lấy hết đi. Tiền mồ hôi nước mắt của con. Thời sau khi không trời lại trở lạnh vậy ta? Thì Tết phải ăn Tết với gia đình chứ. Có nên tìm bà cầm bọn họ hay không? Nhưng mà họ đi du lịch rồi, gọi cho họ cũng vô dụng thôi. Bà cầm. Alo. Anh Huy, anh đang ở đâu vậy? Hết giận chưa? Một lát em với Matt hai đứa nó đi ăn tối với anh nha. Không phải mấy người nói đi du lịch sao? Nói đi du lịch chơi mà, sao còn ở Hồng Kông vậy hả? Lẽ ra em sợ làm phiền anh. Đúng thật là định cùng với Matt và Jenny đi du lịch tới nơi nào có bãi biển để mà chơi. Nhưng mà má đi ra tới sân bay thì làm bồn chồn, sợ ba một mình ở Hồng Kông sẽ nhớ má, cho nên cuối cùng quyết định không lên máy bay. Vậy cũng tốt mà, Tết nhất là lúc gia đình được đoàn tụ. Ba, má đã biết lỗi rồi.
Bà sẽ không cãi lộn với dì Cindy nữa đâu. Giả lại cái con Bạch Thiên Nga với đứa con gái bay qua anh thăm cho rồi, em muốn cãi cũng không cãi được. Đỡ tay thanh tịnh. Anh Quy, sao cô lại ở đây vậy? Bà vừa gọi cho tôi thì bà Nga cũng gọi cho tôi. Bà cũng đâu có bay sang anh đâu, nên tôi kêu luôn bà và Vivian cùng tới được. Đúng rồi anh Quy, Vivian đang đổ xe sẽ nhanh lên thôi. Người ta sợ anh buồn đó nên lập tức chạy lên liền đó. Đúng rồi chị, sao chị lại ở đây? Vậy sao cô cũng ở đây? Tôi biết rồi, cô tưởng là tôi không ở Hồng Kông nên muốn độc chiếm anh Quy chứ gì. Cái gì? Là gia đình mấy người nói là đi du lịch mà. Tôi đi tới sân bay tôi cảm nhận được trái tim anh Quy đang gào thét nên tôi lập tức chạy về đây. Vậy sao? Dù tôi cũng có ra sân bay mà, sao lại không thấy gì vậy chứ? Bộ sân bay chỉ rộng bằng chỗ này hay sao? Nhìn cái thấy được hết hay sao? Hả? Cô đang nói dối. Tôi cần gì nói dối? Thật sự tôi cảm nhận trái tim anh Quy đang gào thét. Tôi quan tâm anh Quy. Tôi mới quay về đây. Tôi không có giống như chị tự suy nghĩ rồi chạy về đây. Quá đi, đừng có đãi nữa. Cô im đi nha. Cô mới đúng là nói dối. Làm vậy sẽ chọc giận ba nữa đó. Anh nghĩ là không đâu. Em nhìn vẻ mặt của bạn kia kìa. Vậy cũng kỳ lạ thiệt. Bình thường ba thấy họ ồn ào như vậy, lẽ ra ba phải giận dữ. Tại sao hôm nay ba lại cười tươi như vậy chứ? Chắc là ba cảm thấy Tết là phải như vậy thì mới náo nhiệt được đó. Cậu nhóc này cũng rất hiểu tính của mình. Không biết còn có cơ hội gặp lại nó hay không.